Hello tất cả các em, hôm nay chị Bí Đỏ sẽ mở cái hộp này ra và chúng ta cùng làm son môi nè, rồi dầu thơm nữa hay còn gọi là nước hoa bằng cái hộp đồ chơi này nha. Đây là hộp đồ chơi Ultimate Spa, có nghĩa là spa tổng hợp. Rất là nhiều thứ bên trong đây, rồi bây giờ chị sẽ mở ra liền đây và chúng ta hãy bắt đầu làm luôn. Hello, lâu rồi không chị Bí Đỏ không có xuất hiện ngay trên YouTube. Rồi bây giờ chị sẽ lấy ra nha. Rồi đây là tất cả bên trong đây các em. Rồi đây là một số cái kim tuyến, một số bịch kim tuyến nữa, màu tím và màu hồng. Rồi đây là một kim tuyến hình sáo. Rồi đây là wax, wax tức là cái đèn sáp đó các em. Wax chips. Trong đây có 6 cái lọ như thế này để chúng ta làm cái nước hoa đó các em. Cái này giống như chai son nhưng mà để làm nước hoa. Rồi đây là một chai nước hoa to để chúng ta để vào những cái chai nhỏ đó. Một cái cup để đo lường và một cái ống quận. Rồi đây là một số hương, đây là hương nhiệt đới. Rồi đây là hương, cái này là cái gì đây, leaf shimmer. Rồi đây là hương dưa hấu. Rồi đây là vanilla. Rồi đây là strawberry. Rồi đây là cái gì đây, cái đây là hương nhiệt đới nữa. Rồi vanilla trắng. Và hương dâu. Rồi một số cái thỏi son nữa các em. Đây là wax base. Rồi đây là wax chip. Rồi đây là những cái stickers. Rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm cái nước hoa trước nha. Rồi đây là chai nước hoa to nè. Chị sẽ cho nước hoa vào cái chai nhỏ. Chị sẽ cho một ít cái ngôi sao vào đây luôn. Các em hãy xem hết video vì lát nữa chị Bí Đỏ sẽ quay về chú cuốn con của mình. Đó là chú chó Nano. Chú chó Nano chị Bí Đỏ đã mua được cách đây khoảng 5 tháng rồi đó các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử lên tay nè. Ui thơm quá. Chị sẽ dán một số sticker lên đây luôn. Cutie. Và cái gương mặt. Gương mặt dễ thương lên đây luôn. Và ống thứ hai chị Bí Đỏ sẽ làm một cái hương khác nha, cũng sẽ cho cái ống quận ở đây và nước hoa vào. Hôm nay chúng ta đổi đề tài chút xíu nha các em, tại vì làm búp bê hoài không thì cũng chán, làm slime hoài thì cũng chán, cho nên chị Bí Đỏ đổi một số chủ đề khác nha. Nếu như các em thích chủ đề này nữa thì tiếp tục bình luận, còn nếu như bạn nào thích búp bê nữa thì cũng bình luận cho chị Bí Đỏ biết nha. Lâu lâu thì chúng ta đổi chủ đề một chút nhé. Và đây là hương dưa hấu, chị sẽ cho một ít giọt vào đây nha. Rồi khuấy lên và chị sẽ cho một ít kim tuyến vào đây luôn cho nó nổi bật lên nhé. Ủa chị nghe nói là các em sắp nghỉ hè rồi phải không? Bạn Binet thì khoảng 6 tuần nữa là Binet được nghỉ hè rồi. Còn ở Việt Nam chúng ta thì các em được tháng mấy được nghỉ hè nè. Rồi chị sẽ cho thêm vào đây đi nha. Cho rất là nhiều kim tuyến vào đây luôn.
Và khi mà nghỉ hè thì các em có dự định đi đâu chơi không? Có dự định qua Mỹ thăm chị Bí Đỏ không? Bạn nào nếu qua Mỹ thì nhớ đi ghé đây thăm nha. Chị sẽ dán speaker lên đây luôn. Các hoạt động của chị Bí Đỏ và những video về rồi vậy là chúng ta được hai chai. Chúng ta sẽ cho cái này vào đây. Bây giờ chị Bí Đỏ sẽ làm tiếp tục một chai nữa rồi sau đó chúng ta chuyển sang làm son môi nhé. Nhẹ lắm. Cái mùi này rất là phù hợp với lứa tuổi học sinh của mình đó các em. Rồi. Đây chị Bí Đỏ sẽ cho hương Totally Tropical. Hương nhiệt đới nè ha. Hương trái cây nhiệt đới thơm lắm. Trái cây tổng hợp đây. Và lần này chị Bí Đỏ sẽ cho cái hương khác. Chúng ta cũng cho cái dầu thơm vào đây trước. Và chị Bí Đỏ sẽ cho hương dâu. Cái này thơm mùi dâu lắm các em. Bạn này có một cái mắt kính thật là dễ thương. Và bây giờ chúng ta sẽ làm xong ngôi nha. Chị Bí sẽ dùng cái quát chip này. Và chúng ta sẽ để vào microwave và hâm nóng nó lại, làm tan chảy nó ra nhé. Rồi sau khi tan chảy thì chúng ta được một cái hỗn hợp như thế này và chị cũng sẽ cố gắng đánh tan những cái phần còn lại lên. Rồi chị sẽ cũng sẽ cho cái strawberry vào đây luôn. Tại vì cái cho nó có cái màu đó các em, cái màu dầu này nó hợp với cái chai son này luôn. Rồi chị sẽ cho vào đây. Rồi không đủ rồi, bây giờ chị phải làm tan chảy thêm một số quát nữa nhé. Rồi chị sẽ để vào cái một cái chén nước nóng. Một cái chip nó dính trên tay chị rồi. Rồi bây giờ chị sẽ lấy những cái chip này ra đi, nó dính vào để cứng rồi. Chị sẽ sử dụng cái chung cái ly này để làm cái chai son thứ hai nha. Và lần này chị Bí Đỏ sẽ không dùng wax chip nữa mà chị Bí Đỏ sẽ dùng wax base. Và cái wax này thì nó mềm hơn cái hồi nãy các em. Cái này thì làm son bóng được, còn cái hồi nãy chúng ta làm son nhiễm môi được. Rồi, chị sẽ cho một ít vào đây và chúng ta cũng sẽ để vào microwave và để hương vào. Nếu như bạn nào thích chị Bí Đỏ làm chủ đề đồ chơi á, nếu mà mở đồ chơi với tay á, thì bình luận cho chị Bí Đỏ biết. Còn bạn nào muốn chị Bí Đỏ mở đồ chơi mà có sự xuất hiện chị Bí Đỏ luôn, thì bình luận cho chị Bí Đỏ biết luôn nha. Rồi, chị Bí Đỏ sẽ cho cái hương trái cây hỗn hợp vào đây. Thơm cực kỳ luôn. Và chị cũng sẽ đánh đều lên nhé và chúng ta cho vào đây. Cái này để vào môi rất là bóng luôn á. Nhưng mà thật ra nó không có màu các em. Tại vì giờ cái này dành cho trẻ em á, người ta không có cho màu vào được. Rồi, vậy chị đã được một chai son. Hãy kiểm tra những cái chai son hồi nãy đã khô chưa nhé. Rồi bây giờ wax nó đã khô rồi đây các em. Rồi bây giờ đã thành một chai son rồi. Dễ thương quá, đây là hương dưa hấu nè. Rồi. Nó không có màu nhưng mà nó dưỡng môi thôi, chỉ là nói chung là dành cho trẻ em thì không có màu sắc. Rồi bây giờ các em hãy xem chú chó cuốn cưng của chị Bí Đỏ như lúc đầu ở video chị Bí Đỏ giới thiệu nha. Đây là chú chó Nano, chị Bí Đỏ mua với giá 800 đô là khoảng 17 triệu tiền Việt Nam. Chú này thì khoảng 5 tháng tuổi, rất là quậy luôn á. Các em hãy tặng cho Nano một cú like nhé. Oh,
nếu như bạn nào muốn Nano tiếp tục xuất hiện trên YouTube của chị Bí Đỏ nữa thì bình luận cho chị Bí Đỏ biết luôn nhé. À, bây giờ chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em. Oh, đây là bé Mango đây. Đâu rồi, các em không có gặp bạn Mango cho nên chị Bí Đỏ cho lên video luôn nè. Bé Mango đã được 10 14 tháng rồi.